Hi, xin tất cả các bạn. Chào mừng các bạn lại đến với kênh Nhật BB. Và ngày hôm nay các bạn ơi, cũng là Poppy Playtime Chapter 3. Nhưng mà lần này thì Nhân BB sẽ cho các bạn xem một cái video cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Đây là con cát nát. Tí nữa mình sẽ kết hợp cái con cát nát này với lại con đốt đây với nhau. Ui, cát nát và mèo cát tung cát. Cát nát nó vừa cắn con mèo cát tung cát kìa các bạn kìa. Ui giời ơi, mỗi phát cắn thì một con cát tung cát này hy sinh luôn. Các bạn nhìn nhá. Đây nha, con cát nát ngày hôm nay nó có đủ 4 chân nha. Tí nữa mình biến cho nó chỉ còn có 3 chân thôi các bạn ạ. Cực kỳ hay luôn. Còn đây là con dog đây các bạn nha. Cũng cho nó thử sức mạnh với con cát tung cát chơi nha. Sau đó thì mình sẽ kết hợp với các bạn ạ. Các bạn nhớ theo dõi nha. Ok, cắn xong rồi. Bây giờ thì kết hợp thôi. Nếu Nhân BB mà kết hợp thành công thì xin các bạn nút like và nút đăng ký kênh ủng hộ Nhân BB nha các bạn nha. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục kết hợp Ork đây và Cat to Cat. Wow, kết hợp thành công và các bạn nhìn đi. Trời ơi, quái vật chỉ có 3 chân. Một cái chân đã bị mất. Lần này là một con quái vật nửa là cát nát và một nửa là dog đây. Wow, ôi kìa, nó đi bằng 3 chân kìa, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, đỉnh thật sự luôn. Ơi da, bây giờ mình thử cho nó cắn Haki Yuki nha. Cắn một phát, cắn tiếp này, cắn luôn, cắn. Wow, mạnh nha. Ui, xem ta đây. Đỉnh thật sự luôn các bạn ơi. Các bạn thấy con quái vật này thế nào? Ui giời, mình thấy con quái vật này nó vừa buồn cười mà nó vừa hài hài kiểu gì các bạn. Nó có 3 chân thôi. Cắt đá biến anh đó đây. Ui, nhìn chất không các bạn ơi. Mọi người ơi, Nhân BB đã kết hợp thành công rồi đó. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh giúp mình nha. Và ngày hôm nay thì một trận chiến mới sẽ được Nhân BB tạo ra. Đây là những con dog đây. Ê, các bạn nha, dog đây mõm dài cũng có này. Đấy, đội quân dog đây và đội quân cát lab sẽ phải đấu với những con quái vật này đây các bạn ơi. Còn đây là cát nap các bạn nha. Mình triệu hồi những con cát nap vào các bạn ạ. Đấy, các bạn xem hết đi, toàn những con cát nap mạnh thôi. Kênh của Nhân BB có rất nhiều những cái video hay, các bạn nhớ về theo dõi và ủng hộ, ấn like, đăng ký kênh nha, để giúp mình có động lực nha các bạn nha. Đó, ok, tiếp tục cho thêm mấy con quái vật vào này vào nữa các bạn ạ. Đấy, quái vật dog đây búp bê, quái vật cát nát búp bê cũng có đấy, nhìn đáng yêu đúng không? Đây này, nhất là con này này đáng yêu cực kỳ luôn các bạn ạ. Trời ơi, răng nó nhe ra thì thôi rồi luôn, hoảng luôn đi chứ các bạn ơi. Ok nhá. Và bây giờ thì những con quái vật trong Poppy Playtime, Cat Lab và Dog Day sẽ phải đấu với những ai đây? Và bọn chúng có thể sống sót được hay không? Các bạn nhớ theo dõi hết video để biết nha các bạn nha. Và đừng quên ấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Và đây là con Haki Wuki. Tiếp theo là con Cat Toon Cat, con mèo đen. Và bên đây có cả Mommy Lông Lách này, Kissy Missy này. Và tiếp theo Bunzo Bunny này. Úi giời ơi, nó đánh cái chàng chàng đấy. Tiếp theo là một con Haki Wuki khác. Ấy, các bạn có biết mấy con Haki Wuki này không? Nó ngầu đấy. Tiếp theo sẽ là con Haki Wuki này, chùm cuối con này mạnh này. Tiếp theo Kissy Missy, các bạn hãy xem đây. Mình sẽ biến đổi nó các bạn nha. Ui, còn đây là cái gì? Midline. Con voi này. Đấy, Boxibo. Các bạn có biết con Boxibo này không? Đó, bạn nào biết mình nói bên dưới nha. Đấy, tiếp theo là một con Mommy Lông Lách nữa. Đó, trời ơi, kinh quá đông luôn. Ui, lần này cũng tới 3 con Mommy Lông Lách luôn các bạn nha. Và đây, con này nhìn người nó bẩn bẩn nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, không biết. Ui, tiếng nhạc gì đây? Ui, quái vật Mommy Lông Lách ba đầu à. Tiếp theo lại là một con Haki Wuki nữa nha. Đấy, bạn thấy chưa? Nhiều Haki Wuki chưa? Đấy, còn mỗi con nó có một kiểu khác luôn. Đây nữa này, đây. Đấy, Haki Wuki mình để vào một bên, Mommy Lông Lách mình bỏ một bên các bạn à. Đây, tiếp theo à, đây, cho con này nữa. Đấy, có nhiều loại Haki Wuki không các bạn ơi? Đấy, cây của Nhân BB hay không? Đó, tiếp theo mình sẽ cho thêm Haki Wuki nữa.
Hắc Yuki bánh ngọt, Hắc Yuki tuyết. Đấy, ui Hắc Yuki zombie cái cây. Đó các bạn thấy nhá. Quán này đẳng cấp luôn đúng không? Lần này thì không biết Catnap và Dog Day kết hợp lại với nhau có thể thắng được bọn này hay không. Meet the Line đã có mặt ở đây và cả con voi khổng lồ này nữa. Các bạn nhớ theo dõi hết video để biết trận chiến này nha. Ui có gì đây? Bây giờ thì mình đang triệu hồi lại đấy, các bạn biết có này không? Catnap và Dog Day bàn đề đây các bạn ạ. Đây nữa này, cho bọn chúng vào với đội của nhau các bạn ơi. Đấy, tiếp tục cho thêm bọn này nữa, thêm quân vào các bạn ơi. Vì mình thấy quân bên kia khá là đông các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cho con PG Pup vào các bạn ơi, con sâu. Ui, Daddy lông lách, em bé lông lách, bà ngoại lông lách, đó, ông ngoại lông lách có hết luôn. Đấy, rồi bông hoa này nữa này. Bobby, búp bê Bobby. Thôi búp bê Bobby thì hơi yếu không vào được. Kini Winnie, đó, mặt lạ phong độc. Đấy các bạn thấy chưa, quần đông không? Tiếp theo cho tiếp vào nhà, đấy. Bên này phải cho thật nhiều quân vào các bạn ạ. À. Đấy thì mới đấu được. Ấy, các bạn thấy chưa? Ý, Hakiuki nhưng mà là con nhện. Hakiuki đeo mặt nạ phòng độc. Hakiuki búp bê. Đấy, Hakiuki là cái xe. Tiếp tục Hakiuki nhưng mà là em bé. Đấy. Ui, Hakiuki là mặc bộ áo giáp cái này. Hakiuki là con mèo đen. Đó. Mommy lông lách bóng đêm. Mommy lông lách khổng lồ. Đấy. Đấy, mình đang triệu hồi rất là nhiều ở đây. Daddy lông lách khổng lồ, các bạn thấy chưa? Sắp chiến đấu rồi, các bạn chờ một tí nữa thôi. Tại bên này phải thật nhiều quân thì bên này đấu có thể đấu được con Catnap và con Dog đây kết hợp lại với nhau đấy các bạn à. Ý, quái vật ban đầu. Úi giời ơi. Đại chiến Poppy Playtime. Hy vọng các bạn theo dõi cái video này của Nhân BB tới lúc này rồi. Các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok. Coi như mình đã kết hợp được gần xong rồi đó các bạn ạ. À. Đây, sắp xong rồi. Còn một chút nữa. Đây. Con mèo đen này cho lên đầu đấy, con này mẹ. What? Tôi có làm sao đâu, tôi chỉ đi qua thôi mà. Ui giời ơi, thế này mình Nhân BB đã bị nó cắt rồi đấy các bạn ạ. À. Đây, cho con mèo đen lên trên đây. Đấy. Tiếp theo cho con quỷ đầu loa sai đơn hit vào đây nữa. Nhiều quân không các bạn ơi. Quỷ đầu đen hải đăng. Trời ơi. Con này mạch nam. Con tàu Thomas. Lần này tiếp tục là bọn Thomas sẽ được biến đổi thành những con quái vật ghê gớm nha các bạn xem nha. Đấy. Ui, các bạn xem đây. Mình sẽ biến đổi bọn chúng. Nâng cấp biến đổi. Boom, một con. Tiếp tục nào. Boom. Boom. Đấy. Đấy các bạn chưa? Hay không? Tiếp theo là đây cho cái ô tô này vào nữa. Đó. Cho chen. Cho hết con này vào các bạn nha. Đó. À, con gì nhỉ? Con quên được. Blue, Green, Oregon. Quái vật như kiểu là trong cái gì à? Đấy, quái vật ban ban đấy các bạn ạ. Tiếp theo là quái vật này nữa. Đấy, Final Effect đi. Đấy. Còn quái vật VIP thôi. Kênh Nhân BB rất là hay, các bạn phải theo dõi nhá. Để giúp cái video này của mình được 10.000 lượt like các bạn nhá. Để mình có động lực nha. Tiếp theo là anh Z-Man đẹp trai. Có quái vật Minion này, lần nào nó xuất hiện nó cũng cho lổ tung hết mọi thứ luôn các bạn ơi. Đây. Trời ơi, con Minion đáng ghét này. Ui, ghê quá các bạn ơi. Nó làm máy tính mình đơn đâu rồi. Con Minion đâu rồi? Con Minion đâu rồi? Con kiếp rồi, Minion ở đâu? À, SCP-096. Một số con SCP nữa. Đó. Cho tất cả những con quái vật này vào luôn các bạn nha. Đấy. Siêu hay. Ui con này nó cắn. Mấy con này nó cắn đấy. Biết ngay mà. Mình đã bị nó cắn. Được rồi. Mình cắn ai? Cắn anh Nhân BB. À, trời ơi nó lại cắn phát nữa này. Nhân BB đang tạo một đội quân thì nó cắn mình mấy cái nữa các bạn ạ. À. Con cún này cắn anh này. Ok các bạn nhé, được rồi. Và bây giờ chắc có lẽ là chúng ta sẽ chiến đấu thôi. Đấy, mọi người nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xem con Catlap kết hợp với Dog Day xem là có thắng được một đội quân quái vật này không nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau xem nào. Ok, bây giờ thì mình phải cho bọn chúng về một đội đấy các bạn ạ. Đấy, sau đó thì mới chiến đấu được. Chờ mình tí nha. Đây, bên đấy vậy. Úi giời ơi, Catnap được cho thành khổng lồ hơn.
Và bây giờ thì trận đấu sẽ được bắt đầu. Ui, quái vật đàn hải đang nó mạnh quá. Wow, nó thổi luồng ánh sáng vào kia. Không biết đây đâu anh kia kìa. Quái vật của chúng ta vẫn còn sống. Con quái vật khổng lồ vẫn còn sống. Ui, đại chiến. Cho lên đây tấn công luôn. Nó đang đấu với này quái vật ban đầu Poppy Playtime. Ui, con voi đến đây mình phải tấn công luôn kia. À, ghê vậy. Ui, cố lên nào. Cố lên nào, cắt nắp và đốt đây. Các anh sẽ giành được chiến thắng thôi mà. Ui, ui, ui. Rồi, sao nữa, đi giờ có Haki Yuki. Cắt nắp đã chui xuống bên dưới. Ui, rồi xong, nó hạ gục Haki Yuki rồi. Kìa, kìa. Còn mấy con quái vật này nữa kìa. Ui, cắt nắp, tiến lại gần. Xử nó luôn nhanh ơi, con mèo đen. À, con Haki Yuki đen, trời ơi. Haki Yuki kìa. Ui, rồi sao, Mi chạy đi đâu, con quái vật kìa. Đấy, cắt nắp đang đấu với quái vật Thomas đấy các bạn ơi. Ui, đốc đầy nữa. Ui, nó cắn kìa. Ghê nhỉ, con này mạnh, mình xử nó giúp bọn nó luôn các bạn ơi. Và cuối cùng thì chúng ta đã biết được ai là người giành chiến thắng rồi nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của Nhân BB. Các bạn có thấy con quái vật cắt nắp và đốt đây mới kết hợp này nó có ngầu không? Các bạn có thích cái video này không? Nếu thích các bạn hãy ấn like, ấn đăng ký kênh. Và đặc biệt hãy bật chuông thông báo lên để khi nào Nhân BB có video mới các bạn có thể xem luôn nha. Bây giờ mình hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của mình nhé. Ok.